Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình là Lộc Suzuki đây. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và ở trong thời gian vừa qua thì mình có làm được ở chỗ farm nhân làng ở bên kia các bạn ơi. Và sau bao ngày chờ đợi thì cuối cùng thì mấy anh nhân làng cũng đã sinh đẻ rồi. Mấy anh đã sinh ra được một anh nhân làng, nhưng mà anh nhân làng đó đã lớn và trở thành anh nhân làng nông dân luôn rồi các bạn ơi. Hiện tại thì mình đã có 5 anh nhân làng rồi. Đây, 1, 2, 3, 4 và 5 nhân làng. Sau này khi mà mấy ảnh sinh đẻ ra nhiều hơn ấy thì mình sẽ dời những anh nhân làng baby ra một cái nơi khác, và cái nơi đó cần được bảo vệ. Thành ra trong ngày hôm nay thì mình sẽ xây một cái khu vực kiểu như là bảo vệ mấy anh nhân làng khỏi sự tấn công của bọn zombie cũng như là bọn cướp nhân làng nha các bạn ơi. Ok, bây giờ chúng ta cùng nhau vào bên trong kho ấy để chuẩn bị nguyên liệu và xây thôi. Và khu vực xây dựng thì mình sẽ chọn khu vực bên đây nha các bạn ơi. Mình đã dọn cái này ra thành một nơi khá là trống rồi, và mình sẽ xây ở bên trong khu vực này. Và bên ngoài này là một bức tường thành nhá. Mình sẽ dùng những cái tre cũng như là quả mầm ngọt ấy để làm một bức tường khá là kiên cố thôi. Bức tường này kiểu như là sẽ bảo vệ khỏi sự tấn công của bọn zombie và cướp dân làng, rất là an toàn cho mấy ảnh luôn. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau vào trong để lấy cái vật liệu xây dựng thôi. Đầu tiên thì mình sẽ lấy gỗ nha. Mình sẽ dùng gỗ sồi để làm phần trụ này. Tiếp theo là gỗ sồi sẫm để làm phần mái nha. Đây, gỗ sồi sẫm sẽ làm phần viền mái thôi. Và phần tường thì mình sẽ ốp bằng gỗ sồi luôn đi. Tiếp theo là một ít cái đá andesite này. Để mình coi coi còn gì nữa không ta. Ok, tầm này chắc cũng đủ để xây rồi. Còn vật liệu trang trí thì mình sẽ lấy sau đi. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau ra ngoài và xây thôi. Và cái bông đó chính là cái khu trung tâm nha các bạn. Đây là ở giữa của cái khu vực này này. Và cái khu vực này có chiều dài và chiều rộng ấy là 33 ô. Đó là một số lẻ, nhưng mà mình thấy cái này cũng khá là nhỏ. Sau này nếu được thì mình sẽ mở rộng ra sau đi. Còn bây giờ mình sẽ bắt đầu xây nha. Đầu tiên thì mình sẽ làm phần trụ trước. Phần trụ thì mình sẽ đặt trước một ô ngay tại cái này là một ô chính giữa đúng không? 1, 2, 3, một trụ, 1, 2, 3 và một trụ. Và đây chỉ là một cái cửa này các bạn ơi. Mình sẽ đặt ở đây trước nha. Rồi sau đó thì mình sẽ cách ra khoảng 5 ô đi. 2, 3, 4, 5, một cái trụ tiếp. Và đối diện ở phía trước luôn nha. Làm cho nó đối diện ở mặt trước luôn nha các bạn ơi. Đó, ở đây thì mình sẽ ốp bằng mấy đá andesite ở phía dưới như thế này này. Đó, ốp hết luôn. Giờ mình phải chế tạo thêm rồi. Mình sẽ đổi ra nguyên một stack đá andesite luôn. Ở trong kho mình còn một ít kìa. Mình chỉ cầm như đây là đủ rồi. Tiếp theo thì mình sẽ làm phần trụ cao khoảng 5 ô đi. Hiện tại là 3 nè, 4, 5. Sau đó mình sẽ nói dài mấy cái trụ lên hết luôn đi. Rồi sau đó mới nói phần trụ ngang lại nha các bạn. Thường thường thì mình làm nhà ấy, thì mình sẽ nối cái mấy phần trụ ngang lại nhìn cho nó đẹp hơn á các bạn ơi. Cũng như là nếu chúng ta muốn lên tầng 2 thì nó cũng dễ hơn ấy. Rồi sau đó tiếp tục nối qua bên này và nối qua mặt trước luôn. Đó, sau đó thì chúng ta đã được cái phần khung của ngôi nhà rồi. Và cái nhà này mình dự định sẽ xây có tầng 2 luôn các bạn ơi. Tại hổm rày mình chỉ xây nhà có một tầng không à. Thành ra nhà này mình sẽ xây kiểu như là hai tầng nha. Rồi sau đó mình sẽ chế tạo một cái bàn crafting ở đây để craft những cái khối khác các bạn ơi. Mình cần đổi ra một ít cái ván nè. Sau đó là một ít cái cầu hang, một ít thôi. Đó, và ở đây thì mình sẽ ốp lại bằng mấy cái ván. Và ở đây là một cái cầu hang như thế này. Sau đó là một cái ván tiếp. Và trên đây mình sẽ ốp kính lại. Mặt trước cũng vậy luôn. Mặt trước thì mình sẽ làm một cái cửa sổ nha các bạn ơi. Bên hông cũng là một cái cửa sổ, nhưng mà là một cái cửa sổ bự hơn ấy. Đó, chúng ta có thể nhìn qua cái nhà cây cũng như là nhà của mấy bé sói bên kia. Và bên đây là một cái cửa sổ để có thể ngắm cái hoàng hôn này. Đó, bên đây cũng là một cái cửa sổ để nhìn qua bên phía của cái lò nung của mình ấy. Và cái này mình nghĩ là một cái cửa sổ bự hay nhỏ ta. Ok, cắt cửa sổ nhỏ thôi, chỉ cần chừa một cái cửa sổ bự là được các bạn ơi. Giờ chắc mình sẽ ngủ cái đi, trời cũng tối thui rồi này. Đó, sau khi ngủ thì sáng thức dậy chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng nha. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu lên tầng 2 nha. Ok, chắc bây giờ mình sẽ bắt đầu lên tầng 2. Nhưng mà trước khi lên tầng 2 thì mình sẽ lấy cái giàn giáo cái đã. Tại vì mình cần trèo leo khá là nhiều các bạn ơi. Thành ra phải có cái giàn giáo để cho việc leo trèo nó dễ hơn ấy. Rồi, giờ mình sẽ lấy cái giàn giáo của mình ra. Đây, mình có 12 cái. Hiện tại thì mình chưa có chế tạo thêm ấy. Và các bạn có chỉ mình là cái mấy cái sợi chỉ này này mình có thể đổi ra được ấy. Nhưng mà mình không biết cách đổi ra các bạn ơi. Các bạn có chỉ là dùng cái mạng nhện này để đổi ra chỉ, nhưng mà mình đổi ra không được rồi. Cái đó chắc cũng không sao đâu. Giờ mình sẽ bắt đầu trèo lên để làm tiếp phần trên nha. Giờ mình sẽ trèo lên như thế này. Đó,
đặt dưới này và trèo lên thôi. Cái này thì chắc mình sẽ lên khoảng cái này lên khoảng mấy ô nữa ta? Thôi chắc khoảng 4 ô nữa đi các bạn ơi. Khoảng 4 ô nha. 2 3 4 đó, khoảng 4 ô đi. Đối diện ở phòng bên đây luôn nha. Tại vì mình không đặt ở phía trước đâu các bạn ơi, mình đặt ở bên hông thôi. Đó. 2 3 và 4. Xong. Giờ chắc mình sẽ bắt đầu viền phần mái trước đi. Phần mái ở cái tầng 1 trước nha các bạn, thì sau đó mình mới làm cái tầng 2 nó sẽ dễ hơn rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đổi ra mấy cái cầu thang này. Cái mái này chắc mình sẽ không dùng mấy cái phiến đâu. Mấy cái slab ấy các bạn. Giờ chắc mình sẽ viền sao cho nó đẹp ta. Ok, chắc mình sẽ viền cách đơn giản thôi. Làm phần mái kiểu đơn giản thôi các bạn ơi, tại vì chủ yếu là mình làm cái bức tường à, thành ra mình xây có ngôi nhà này cũng cơ bản thôi. Đó, không có rườm rà quá đâu. Giờ mình sẽ ốp như vậy. Ốp ngược lại. Đó, sau đó thì kéo dài để cho hai cái phần mái nó chạm vào nhau là được rồi đó các bạn ơi. Đấy, cái này đập ra, ốp ngược lại, mái, mái và một cái ở đây. Xong. Ok, tầng 2 thì mình mới ốp ngược lại như vậy nha, còn tầng 1 thì chắc mình không ốp lại đâu. Giờ mình sẽ coi 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 có ổn chưa cái đã. Mình thấy cũng khá là ổn rồi đấy. Giờ bắt đầu kéo ngang bên hông thôi. Bên hông thì mình sẽ ốp dài lên phía trên luôn nha, để cho hai mái nó chạm nhau và phía trên cũng là tiếp một cái mái nữa các bạn ơi. Như vậy cái nhà này sẽ có hai cái phần mái luôn, nhìn sẽ khá là đẹp ấy. Rồi bây giờ mình sẽ kéo dài qua bên đây và ốp ngược lại như thế này. Đó, mình sẽ kết nối lại và cái nhìn cái phía từ hướng bên đây nè các bạn, nhìn phần mái nó sẽ rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ trèo lên nha. Để coi coi cái này mình sẽ ốp dài qua bên kia. Tạm thời thì mình chỉ làm cái phần mái tầng tầng 1 trước đi rồi sau đó mình mới làm cái tầng 2 được ấy. Nếu mình làm một lúc hai tầng thì một hồi làm phần mái nó sẽ hơi khó các bạn ơi. Và hiện tại thì mình cũng hết mấy cái cầu thang rồi, cần phải đi xuống và chế tạo thêm ít cái cầu thang gỗ sồi sẩm nữa. Giờ mình sẽ grab như thế này và búp 44 cái chắc là sẽ đủ rồi đó các bạn ơi. Rồi giờ thì ốp tiếp vào thôi. Nhầm, đặt như thế này mới đúng này. Đó. Đặt như thế này. Đó. Và tầng 2 ấy thì mình nghĩ nó sẽ có cái không gian ấy sẽ chật hơn tầng 1 rất là nhiều luôn. Thành ra tầng 2 chắc mình sẽ làm cái nơi để ngủ thôi các bạn ơi. Còn tầng 1 ấy thì mình sẽ đặt những cái thứ cần thiết. Đó, như vậy thì nó sẽ thích hợp hơn ấy. Rồi, đặt như thế này. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu thiết kế cái tầng trên nha. Tạm thời chắc mình sẽ nói cái này lại đi các bạn ơi. Đó, tạm thời thì mình sẽ nói lại ở bên đây luôn. Đó, và ở đây thì mình sẽ ốp lại bằng mấy cái cầu thang gỗ sồi nha. Và đây cũng chính là phần mái luôn đó các bạn ơi. Rồi, ốp lại như thế này. Ốp vô đây và ở đây chắc mình sẽ ốp lại bằng cái tường bằng gỗ gì ta. Ok, chắc mình sẽ nói là bằng mấy cái trụ luôn đi các bạn ơi. Đây, mình sẽ đặt mấy cái trụ xuống luôn. Như thế này. Và có nói lại được không nhờ. Ok, tạm thời chắc mình sẽ nói lại đi các bạn ơi. Đó, mình sẽ nói lại luôn. Có vẻ hơi thiếu gỗ rồi đây. Mình còn có chưa đầy 2 stack nữa. 4 ô có thấp quá không ta. Ở đây mình có thể làm được cửa sổ không nhỉ. Mình sẽ thử đặt coi. Ở đây mình vẫn làm được cửa sổ các bạn ơi. Ok, vậy là quá ổn rồi. Và ở đây mình sẽ nói tiếp lại như thế này. Và ở đây mình sẽ dùng những cái tấm tấm kính đấy các bạn ơi. Mình ốp vào thì nhìn sẽ rất là đẹp luôn. Rồi. Giờ mình sẽ đặt như thế này. Búp và ở đây. Đó. Và bên đây thì mình sẽ nếu đặt cái cầu thang như thế này không biết có thích hợp không nữa. Ok, chắc tạm thời mình sẽ đặt như vậy luôn nha. Và mình sẽ chế tạo một ít cái slab bằng cái gỗ sồi này cũng như là gỗ sồi sẩm các bạn ơi. Rồi, giờ trèo lên và ốp cái slab vào thôi. Đây, slab sẽ ốp như thế này. Và ở đây thì mình có thể ốp bằng cái gỗ sồi hay sao ta. Ok, cái này chắc không làm được cái cửa sổ rồi. Mình dự định làm ở đây một cái cửa sổ nhưng mà nó kiểu như nó khuất cái phần mái này nè các bạn ơi. Thành ra chắc không làm cửa sổ đó được đâu. Giờ tiếp theo thì mình sẽ làm ở đây một cái cửa sổ nhỏ được không ta. Làm như thế này nè các bạn. Đó, để coi coi. Cũng khá là ổn đấy. Rồi như vậy mình sẽ làm như thế nha. Và tương tự ở bên đây luôn. Mình sẽ trèo xuống như thế này. Đó, và đặt búp búp và búp. Đấy, ở đây chỉ cần ốp mấy cái cầu thang vào thôi các bạn ơi. Và ở đây sẽ là tầng 2. Tầng 2 thì mình sẽ ốp bằng những cái phiến ấy để cho không gian ở tầng 1 nó rộng rãi hơn rất là nhiều luôn nha các bạn. Đây, mình sẽ đổi ra nhiều phiến một xíu. Mình sẽ ốp ở tầng dưới như thế này này. Và phía trên ấy thì mình vẫn có thể đặt block để trang trí bình thường. Tại vì đây là slab nửa trên ấy các bạn ơi. Thường thường thì nếu các bạn muốn làm tầng 2 ấy thì nên dùng slab và đặt ở nửa trên ấy. Thì chúng ta có thể đặt giường này, đặt những block khác ấy ở phía trên để chúng ta có thể trang trí ấy.
Rồi, giờ mình sẽ làm một cái trụ luôn. Cái trụ thì mình sẽ canh ở giữa ngôi nhà này và đặt lên. Đó, mình dự, lúc đầu thì mình dự định sẽ dùng cái dàn giáo nhưng mà không biết có thích hợp không nữa. Ừ, tại bây giờ dàn giáo khá là hay luôn các bạn ơi, mình có thể leo trèo rất là dễ. Đó, mình sẽ ok chắc dùng dàn giáo thử đi nha. Ok, mình định ban đầu thì mình định dùng cái thang leo thôi, nhưng mà ok lần này mình sẽ thử dùng cái dàn giáo nha. Đó, cũng khá là hay đấy. Rồi và đây là một cái giường nè, sẽ trèo lên và đặt cái giường ở phía trên thôi. Giường đặt ở ngay đây. Đó, và trên đây chúng ta có thể ốp lại bằng những cái block gỗ sồi như thế này. Và đây chỉ là một cái cửa sổ để chúng ta có thể nhìn ra ngoài này. Đây cũng là một cái cửa sổ nữa. Và đặt như thế này. Đó, cũng khá là ok rồi. Bây giờ chắc mình sẽ làm nốt cái phần máy của cái tầng 2 luôn nha. Ok, giờ mình sẽ đi ra ngoài và bắt đầu viền tiếp thôi. Phần máy ở tầng 2 thì mình sẽ làm khác một xíu ấy. Là mình sẽ nói ra tầm tới giữa giữa ấy các bạn ơi. Rồi mình mới đi lên trên ấy. Đây mình sẽ làm như thế này này. Đó, đi ra một đặt đúng một ô ngay góc ấy. Rồi mình sẽ bắt đầu kéo dài ra. Đó, phần máy nó sẽ kiểu như là nổi bật ở tầng 2 ấy các bạn ơi. Rồi như thế này này. Lên, lên và lên. Đó, nó sẽ gặp nhau đây và mình sẽ kết thúc ngay ở phía trên cùng luôn á các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau đi xuống để xem coi phần máy như thế này có ổn không nha. Mình nghĩ như vậy sẽ ổn á các bạn ơi. Nó như vậy nhà chúng ta sẽ chia làm hai phần ấy, tầng dưới có một phần máy và ở trên cũng có một phần máy luôn. Rồi như vậy mình sẽ làm tương tự ở mặt sau luôn nha. Nhưng mà trước tiên thì mình cần phải chế tạo thêm một ít cái gỗ sồi cái đã, gỗ sồi sẵn ấy các bạn ơi. Đây gỗ sồi sẵn này và mình sẽ đem luôn cái bàn chế tạo đi. Để mỗi lần chế tạo ấy mình không cần phải kiểu như là đi xuống nữa ấy, khá là mất thời gian luôn. Và bây giờ mình sẽ trèo lên trên đây và làm tiếp phần máy bên hông nha. Phần máy bên hông mình sẽ đi lên bình thường thôi, giống như phần máy phía dưới các bạn ơi. Nhưng mà hai cái thì nó sẽ không có bị chạm vào nhau, cho thành ra chúng ta cũng không cần phải lo lắng về vấn đề đó đâu. Đó, đi lên như thế này. Và thông thường ấy thì các bạn có thể dùng những cái loại vật liệu khác nhau, kiểu như là dùng gạch này, có thể dùng mấy cái gạch đá hoặc là mấy cái loại gỗ khác ấy. Nhưng mà mình thì phần chơi này mình sẽ chủ yếu là dùng gỗ sồi sẩm các bạn ơi. Tại vì mình đang sống gần cái khu rừng gỗ sồi sẩm, thành ra nguồn gỗ sồi sẩm rất là dồi dào luôn. Ta hồ mà sử dụng để làm phần viền ấy. Và phần viền bằng gỗ sồi sẩm thì nó cũng rất là nổi bật luôn. Đó, rất thích hợp để làm những cái ngôi nhà gỗ các bạn ơi. Đó. Rồi, giờ mình sẽ ốp lại như thế này và búp xong. Giờ mình sẽ ăn vô cái đã. Nãy giờ leo trèo quá trời, đói rồi nè các bạn ơi. Đó. Và ốp nốt ở đây thôi. Công việc còn lại chúng ta chỉ cần là chế tạo thật là nhiều mấy cái cầu thang gỗ sồi ấy, ốp vào là hoàn thành được cái phần máy rồi. Đó, sau đó thì mình sẽ bắt đầu làm cái phần tường bảo vệ bên ngoài nha. Và phần tường bảo vệ này mình dự định sẽ làm thêm hệ thống bắn cung ấy các bạn ơi. Đó, nhưng mà bây giờ mình chưa có nhiều cái mũi tên nên mình cũng hơi lo về vấn đề đó ấy. Nhưng mà tạm thời gác vào chuyện đó đi. Giờ mình sẽ tập trung chế tạo những cái cầu thang nè. Và ốp nốt phần máy luôn. Đấy, ốp như thế này. Và ở bên đây. Đó. Ngoài ra thì mình có thể làm được cái cửa sổ trên đây không ta? Ở đây cũng có thể làm được cửa sổ nè. Wow, mình thường thường thì mấy cái nhà gỗ các bạn ơi, mình sẽ làm nhiều cửa sổ một xíu ấy để nhìn cho nó thoáng. Chứ nhà ít cửa sổ thì mình thấy nó hơi ngập ngập sao các bạn ơi. Đó. Bước vào bên đây. Đấy, vậy là ổn rồi. Mình còn thiếu một ít cái cầu thang này, phải chế tạo thêm rồi. May quá, mình còn đúng một stack gỗ sồi luôn các bạn ơi. May mà vừa đủ để làm phần máy ấy. Thiếu không à. Giờ mình sẽ up nốt ở phòng bên đây và phòng phía trên chắc mình sẽ viền lại bằng cái slab gỗ sồi sẩm quá à, để cho nó nổi bật ấy các bạn. Cũng được ấy, giờ mình sẽ chế tạo một ít cái slab gỗ sồi sẩm đi. Đó, tầm 18 cái và up lại như thế này. Đó, như vậy thì nó sẽ nổi bật hơn rất là nhiều luôn. Và ở đây thì mình cần phải up nốt cái phần máy trước cái đã. Đó, up ra như thế này. Rồi sau đó mới dùng mấy cái gỗ sồi sẩm để làm phần viền ở phía trên ấy. Và ở đây chúng ta nên dùng cái cầu thang nha. Tới đây hơi khó rồi. À không, mình có thể dùng cầu thang như thế này nè các bạn ơi. Và một cái chĩa dịp vào. Đó, như vậy nó sẽ kết nối với nhau và nhìn rất là đẹp luôn. Rồi như vậy là ổn rồi. Công việc tiếp theo của mình là chuẩn bị một ít cái vật liệu để bắt đầu làm phần trang trí của ngôi nhà thôi. Giờ mình sẽ tìm đường đi xuống và ngắm ngôi nhà một lần nữa trước khi đi ngủ nha. Đây, đập ra. Đó. Rồi, nhìn coi. Wow, ở phần trước mình còn thiếu kìa. Mà tạm thời thì mình sẽ vào trong ngủ trước đi, rồi sáng thức dậy mình sẽ chuẩn bị thêm một ít vật liệu rồi chúng ta cùng nhau bắt đầu công việc trang trí ngôi nhà nha.
Ok, cảm ơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thu hoạch số quả mồng ngọt ở đây, cũng như là đi lấy thêm một ít tre ấy, để chúng ta có thể làm được cái bức tường bảo vệ nha. Hiện tại thì mình có một stack mấy cái quả mồng ngọt này, không biết có đủ không nữa. Và nếu không đủ ấy, thì trong thời gian 2 tập mình sẽ cố gắng thu hoạch thêm thật là nhiều để chúng ta có thể hoàn thành nốt cái bức tường này nha. Tại vì mình nghĩ cái bức tường này sẽ tốn rất là nhiều cái quả mồng ngọt cũng như là những cái tre các bạn ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái chỗ farm tre để lấy thêm ít tre thôi. Hiện tại trong người mình chỉ có 46 cây tre ha. Và như trong cái kho mình còn một ít nữa ấy. Với số tre bên đây hy vọng sẽ đủ một phần nào đó để chúng ta làm được nha. Ủa đây chỉ có mấy stack thôi. Ok, giờ về kho và lấy thêm một ít là chúng ta đã có thể làm được rồi. Nhưng mà để coi coi. Cái máy farm dưa hấu hoạt động cũng khá là tốt các bạn ơi. Rồi vậy là sắp tới chúng ta sẽ có thêm thật là nhiều dưa hấu cũng như là những cái bí ngô rồi. Vào trong kho coi. Chúng ta còn thêm hai stack này. Rồi ra ngoài và bắt đầu làm thôi. Và nãy giờ thì mình cũng đã trang trí xong cái ngôi nhà của mình rồi các bạn ơi. Mình ốp kính vào ấy, và kính thì mình nhuộm thành kính màu trắng. Và bên ngoài thì mình sẽ đặt thêm những cái kiểu này kiểu như là cái mái che các bạn ơi. Và ở đây thì mình định trồng hoa nhưng mà nó chưa mọc cỏ hết này. Để nó mọc cỏ hết đấy rồi mình sẽ bắt đầu trồng hoa sau nha. Và nội thất bên trong thì mình chỉ mới trang trí tầng 1 thôi. Tầng 1 thì mình sẽ có cái chỗ này để đựng thức ăn này, nấu nướng này. Ở bên đây là những cái rương để chứa đồ các bạn ơi. Và đây thì mình sẽ đặt một cái giàn pha thuốc này. Và sau khi chúng ta trèo lên tầng 2 ấy, thì sẽ có một cái giường để ngủ vào ban đêm thôi. Đó, mình chỉ trang trí đơn giản như thế thôi. Rồi sắp tới nếu được thì mình sẽ trang trí thêm sau nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm cái phần tường thành ở bên ngoài. Và những cái lock redstone này nè là cái hàng để chúng ta trồng tre đó các bạn ơi. Tre thì mình trồng khoảng 3 lớp đi. Hiện tại thì mình trồng 2 lớp, một tí mình sẽ đập những cái cục đá cuội và trồng thêm lớp thứ 3 nha. Giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu trồng tre xuống. Và sau khi tre nó lớn ấy thì nó sẽ cản đường bọn zombie không cho chúng tràn vào ấy. Và ngoài ra thì mình sẽ đặt thêm những cái quả mồng ngọt bên ngoài như thế này nè các bạn ơi. Đó, khoảng 2 lớp như vậy này là bọn zombie sẽ tốn rất là nhiều thời gian để đi vào bên trong. Ngoài ra khi chúng cố gắng đi vào ấy thì chúng sẽ bị dính sát thương nữa. Tại vì khi quả mồng ngọt chín ấy các bạn, khi mà chúng ta chạm vào hay là bất cứ con mớp nào chạm vào ấy thì sẽ bị dính sát thương rất là đau luôn. Đó, thành ra chúng ta sẽ không lo về vấn đề mà bọn chúng có thể tấn công vào bên trong ngôi nhà an toàn của mình ấy. Khi đó những anh dân làng sắp tới mình sẽ đưa vào ấy thì sẽ rất là an toàn ở bên trong luôn. Và để an toàn hơn thì chắc mình sẽ xen kẽ thêm một lớp tre nữa cũng như là một lớp quả mầm ngọt nữa. Đấy, làm càng nhiều lớp thì càng tốt thôi các bạn ơi. Ngoài ra các bạn cũng có thể làm thật là nhiều lớp tre ấy để bảo vệ khỏi bọn cướp dân làng luôn. Tại vì bọn cướp dân làng có cái con trâu ấy các bạn ơi. Con trâu đó thì sức mạnh thì khỏi phải bàn luôn ấy. Thành ra mình rất là ngại tấn công với con đó. Nhưng mà khi mà có bức tường này thì bọn chúng không thể tấn công vào, mà mình có thể dùng cung để bắn lại nữa. Rất là hay luôn. Ngoài ra nếu các bạn có hiểu biết về redstone ấy thì cũng có thể làm cái hệ thống bắn cung ở bên trong ấy. Khi mà bọn chúng đạp vào những cái cọng dây mà mình đặt bên ngoài này thì sẽ gây sát thương ra rất là nhiều luôn nha các bạn. Đó, như vậy thì chúng ta đã được một hàng rồi. Công việc tiếp theo là đợi cho những cái cây này nó lớn ấy thì chúng ta sẽ thấy được công dụng thần kỳ của cái bức tường này nha. Còn bây giờ thì mình sẽ đặt cái lớp đá cuội này và ốp tiếp thêm một lớp tre nữa. Sau này thì mình sẽ trồng thêm thật là nhiều cây bên trong luôn. Đó, để chúng càng khó khăn đi vào thì càng tốt nha các bạn ơi. Và để mình có thể đi vào bên trong cái ngôi nhà này thì chắc sau này mình sẽ làm một cái cửa hoặc là cái cái máy đẩy ấy các bạn. Đó, để đẩy mình vào bên trong thôi chứ mà mấy con mốp khác còn không vào được, huống hồ gì là mình đúng không. Đó, thành ra mình sẽ có cách riêng để đi vào nha các bạn. Hoặc là mình có thể làm cái con đường hầm bí mật ấy để chúng ta có thể đi vào bên trong này. Đó, mà không cần phải đi từ ở trên này các bạn ơi. Đấy, tùy theo sở thích của mỗi người thôi. Đó, như vậy thì chúng ta đã đại khái gần hoàn thành được cái bức tường này rồi. Bây giờ để mình coi coi. Ồ, nó mới đây nó lớn rồi nè. Giờ mình sẽ dùng kiếm ấy để thu hoạch thêm một ít nha. Thì bây giờ mình cũng gần hết mấy cái tre đó các bạn ơi. Nó thấy chưa, thấy chưa. Nó mới đây đã phát huy cái công dụng rồi đó. Giờ mình sẽ lấy thêm ít tre nữa, thẳng đó thu hoạch luôn các bạn ơi. Các bạn dùng kiếm ấy thu hoạch thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều nha. Nhưng mà có điều nó hơi mau hết cái độ bền của cây kiếm. Tại vì mình chặt một cái là nó mất hết một độ bền à. Đó, thành ra phải có cây kiếm chầm hỏng thì mới thu hoạch được nhiều các bạn ơi. Chặt ra, chặt nghe cái âm thanh chặt những cái tre này rất là hay luôn nha các bạn. Đó, rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu làm tiếp cái lớp thứ hai nha. Và mình sẽ làm bốn mặt luôn. Hiện tại thì mình mới làm được có mặt bên đây à. Bây giờ mình sẽ làm tiếp thêm một mặt bên đây nữa. Ok, hẹn lại các bạn khi mình làm xong cái bức tường này nha.
Ok, cảm ơn ơi. Trong lúc mình đang làm cái bức tường ấy thì xuất hiện một bọn cướp dân làng lại tấn công mình này. Đó, thấy các bạn thấy không, nguy hiểm chưa? Ý mà mình có ý mà mình có bức tường rồi đấy mà chúng còn dám lại đây thấy không? Đó, thành ra mình phải có bức tường này càng sớm càng tốt các ơi, thì mới có thể bảo vệ được mấy anh dân làng của mình sắp tới ấy. Rồi, giờ thì đánh bọn chúng thôi. Đó, giờ trong vườn mình đã có cái hiệu ứng gì ta? Cái đó là điểm xấu rồi kìa. Đó. Mình được cái nỏ nạp nhanh nè. Wow, hấp dẫn chưa? Wow, đánh bọn chúng rồi mình được cái nỏ luôn rồi này. Thành ra mình phải có bức tường này càng sớm càng tốt các ông ơi. Và khi mình dính cái hiệu ứng này ấy, mà chẳng may mình kích hoạt được cái hiệu ứng này thì sẽ có rất là nhiều tên cướp dân làng lại tấn công mình ấy. Thành ra phải có cái bức tường này để bảo vệ thôi các ông ơi. Ok, chắc bây giờ mình sẽ tiếp tục làm cái bức tường này nha. Ok các ông ơi, khi nãy mình vừa kích hoạt cái hiệu ứng điểm xấu rồi, bây giờ bọn chúng đã bắt đầu tấn công cái nơi ở của mình rồi và hai anh dân làng của mình. Rồi xong luôn, hai anh dân làng của mình. Bọn này nó đã tiêu diệt hai anh dân làng của mình rồi các ông ơi. Hai ảnh hồi nãy còn tung tăng dưới nước mà bây giờ. Không còn rồi. Ui, phải mình làm bức tường này sớm mà đưa ảnh vào bên trong thì chắc bây giờ ảnh cũng không tới nổi vậy đâu. Nhiệt tình á, giờ mình sẽ bắt đầu chiến đấu với bọn chúng thôi, cũng như là để trả thù cho anh dân làng của mình ấy. Ui, bọn này phá thật sự luôn. Phá, dám lại phá nơi ở của mình hả? Còn một tên thôi các bạn ơi. Và những anh dân làng ở trong cái farm dân làng của mình thì chắc cũng không tới nổi nào đâu các bạn ơi, tại vì mấy ảnh ở trong cái lồng kính ấy. Và bây giờ mình sẽ tìm cái tên cuối cùng để tiêu diệt thôi. Để mình ghé cái chỗ farm mình của mình cái đã. Mấy anh vẫn ở bên trong. Bọn chúng đang canh mè để bắn cái anh dân làng của mình. Dám vô đây hả? Ok, giờ mình sẽ ở đây luôn. Mấy anh dân làng ở trong đây đang rất là lo sợ nè các bạn ơi. Và cái 2, 4, 6, 7. Cái farm dân làng của mình đang hoạt động nè các bạn ơi. Số dân làng đã được tăng lên rất là nhiều nè. Và bây giờ mình phải cố gắng ở đây để bảo vệ mấy anh dân làng của mình thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đợi bọn chúng đến đợt 2 nha. Không biết cái này có mấy đợt nữa, nhưng mà mình cứ ở đây đợi thôi các bạn ơi. Giờ mình sẽ lên cái gò đất này này. Để coi bọn chúng sẽ tấn công từ hướng nào nha. Đây, bọn chúng đây. Dám cả gan, mình có rất là nhiều cái banner từ bọn cướp dân làng này các bạn ơi. Dám lại đây hả? Này, có một tên thôi ạ. Một tên thôi hả? Đi lên đây một mình là xong ngươi rồi. Còn đâu nữa? Có một tên thôi à. Cả gan ta. Hay là tên này đi lẻ nha. Mình sợ tên này đi lẻ các bạn ơi. Thường thường bọn chúng đi theo bầy đàn không à. Còn mấy tên khác đâu. Bây giờ phải tìm bọn chúng nữa. Ở chỗ cái này thì không có này. Vậy đâu ta. Ok, giờ mình sẽ đi tìm bọn chúng luôn. Dám cả gan tấn công hai dân làng của mình. Hôm bữa mình cũng bị mất hết hai dân làng các bạn ơi. Bây giờ lại mất thêm hai anh nữa là 4 anh rồi. Thiệt tình luôn á. Giờ phải đi tìm bọn chúng để trả thù nữa này. Đâu ta, lại đây thì hết hiệu ứng mất tiêu rồi. Bọn này núp ở đâu mà kỹ thế nha. Có nào núp ở sau cái chỗ nấu đồ của mình không ta. Đây có mấy anh lạc đà thôi. Bây giờ mình phải đi tìm nữa các bạn ơi. Bây giờ có cái hiệu ứng, có cái cuộc xâm lược này mà mấy ảnh đâu mất tiêu rồi. Giờ mình coi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mình có 7 anh dân làng rồi. Vậy là sắp tới mình phải làm cái hệ thống để vận chuyển mấy anh dân làng baby rồi các bạn ơi. Và bây giờ công việc của mình là phải tìm mấy tên cướp dân làng cái đó. Mà mình thắc mắc là bọn chúng ở đâu mất tiêu này. Có cái ở trên là có cuộc xâm lược ở trên này các bạn ơi, nhưng mà mấy anh không có ở đây ấy. Ủa gì mấy anh ở đâu ta? Cái lạc đà. Không biết lạc đà mình thuần phục xong có kiểu như là bảo vệ mình không nhờ, chứ như đánh bọn cướp dân làng ấy. Để mình thử thuần phục coi. Tại vì bây giờ mình cũng có cổng dây các bạn ơi. Leo lên. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ thuần phục bé lạc đà. Ui lọt nước đây kìa. Hiện tim đi. Tại vì lạc đà có thể chở rương hay sao các bạn ơi. Cũng rất là hay ấy. Rồi giờ chỉ đợi bọn chúng lại thôi.
mà công ủa được rồi nè. Rồi giờ mình thử chế tạo cái rương coi, để coi cái lạc đà chứa được bao nhiêu nhá. Đây là một cái bàn chế tạo, rồi đặt xuống và một cái rương đó. Không biết cái rương này có full slot không nhờ. Nè được nè, à phải để clip vô là được các mọi người. Ô mà được có 4 ô à, ủa 6 ô à. Ồ hả, lạc đà không búa của thương dân. Ô vậy là lạc đà này có tên luôn các mọi người, lạc đà này có chủ rồi, nhưng mà không sao đâu, giờ mình tạm thời mình giữ giùm cũng được mà. Rồi mình sẽ lấy lại cái bàn chế tạo. Mà mình thắc mắc là bọn chúng đi đâu mất tiêu rồi này, sao bọn chúng là kiểu như có cuộc xâm lược mà không lại tìm mình ta, mình đâu biết căn cứ của bọn chúng ở đâu đâu mà tìm nè. Ok, bạn nào mà biết bọn chúng tại sao bọn chúng không lại tấn công mình ấy thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Mình đang thắc mắc là tại sao bọn chúng không lại tìm mình này, có cuộc xâm lược ở trên mà không lại tìm mình nữa. Ngộ nha. Ok, chắc bây giờ mình sẽ tiếp tục làm tiếp cái bức tường thành của mình nha. Ok các bạn ơi, nãy giờ chờ đợi thì cuối cùng bọn chúng cũng đi tới này. Wow, có vẻ bọn chúng khá là xa đây, đi nãy giờ mới tới khu mình. Đó, giờ mình thử nốt bọn chúng luôn nha. Ui trời trời trời, còn bọn Blitzer các bạn ơi bắn rất là đau nha. Đó, bọn chúng cầm nỏ kìa, té ra. Đó, đứng xa xa một xíu các bạn ơi, đứng gần là bọn chúng bắn nhiều quá mình né không được ấy. Đó, giờ bắn mình như con nhím luôn kìa, bắn còn vô mông thôi. Ui trời trời, tên này có cây cung gì xịn thế. Đó, ui dạ. Ui hư lúa mà hết trơn rồi kìa. Đó. Rồi hình như mình được tiêu diệt được một đợt rồi đó các bạn ơi. Đó, một này ui còn nó ui cầm rìu hả, cầm rìu. Rồi còn mấy tên nữa, ra hết luôn đi. Phải đợi nữa à. Bắn vô cái trái cacao của mình luôn nè. Ui trời trời ơi, nó gầm xuống nữa nó. Ui chậm lại. Giờ chắc mình phải đợi nữa rồi. Bọn chúng khó chịu thật các bạn ơi. Đi một lần luôn để mà xử hết một đợt luôn ấy. Đi lần có một hai tên là xử lâu cũng chết luôn á. Giờ chắc phải đợi nữa rồi. Ok, chắc bây giờ mình sẽ làm tiếp đi. Để có gì khi nào bọn chúng tới mình sẽ đánh tiếp nha. Chứ giờ không biết chừng nào bọn chúng mới tới các bạn ơi. Ok, giờ thì làm tiếp thôi. Ok các bạn ơi, như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã xây được một cái ngôi nhà, và bên ngoài là một bức tường thành bằng những cái thanh tre cũng như là những cái quả mông ngọt các bạn ơi. Và cũng như là mình đã đánh đuổi được bọn cướp dân làng rồi. Và ở tập sau nếu các bạn muốn mình xây gì hay chế tạo những công thức gì mới thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.